Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với cái tựa game Loạn Chiến Ba Quy của nhà phát hành Quy Game nha các bạn. Thì đây là một cái tựa game chiến thuật idea lấy đề tài Tam Quốc vô cùng hấp dẫn và mang phong cách chơi là màn hình dọc khá là rảnh tay nha các bạn. Đây là một cái tựa game có lối chơi vô cùng đổi mới khi kết hợp cả hai yếu tố đấu tướng hình tay và lối chơi chiến thuật của mình. Trong game, các bạn người chơi sẽ trở thành những cái vị chúa công lãnh đạo cho mình những cái thế lực như là Ngụy, Hục, Ngô, Hồi Tam Quốc để công thành, chiếm đất và mở mang cho mình những cái bờ cõi. Sản phẩm được đánh giá cao qua phong cách thiết kế đồ họa 2D kiểu chibi đầy dễ thương. Thì lúc này bạn sẽ cảm nhận được một cái thế giới Ba Quy vừa quen vừa lạ, được thể hiện với những cái nét hoạt họa vô cùng đẹp mắt, kết hợp cùng các hiệu ứng chiến đấu màn hình dọc thì lại vô cùng sống động, tương đồng với nhiều tựa game ID hình thành hiện nay, càng khiến cho bạn game thủ cảm thấy phấn khích và khám phá hơn nữa. Lối chơi của Loạn Chiến Ba Quy là sự kết hợp của dòng game nhập vai hệ tướng và lối chơi FK vô cùng quen thuộc. Lúc này các bạn người chơi cần ra sức chiêu mộ, chọn lựa nhiều kiểu tướng khác nhau đến từ các quốc gia để kết hợp thành một cái đội hình 5 thành viên tinh anh nhất. Tất nhiên, game cũng có tổ hợp tính năng cho phép các bạn người chơi bồi dưỡng ngôi tướng, kích chiến, nâng sao, hăng phẩm hay là nâng cấp binh sĩ trợ chiến đi kèm, tướng ra trận và mọi bất hệ chân dân. Để cho bạn có thể thỏa sức nghiên cứu và tạo ra nhiều tính năng cũng như là trận hình không giống ai. Do sở hữu lối chơi nhập vai đấu tướng hentai nên là khi chơi game Loạn Chiến Ba Quy bạn không cần phải thao tác quá là nhiều, mà trái lại chúng sẽ tự động thao tác thu thập tài nguyên ngay cả khi bạn rời game. Không chỉ mạnh về tính năng chiến thuật bắt mắt ở trong cái phản hình ảnh đầy mới lạ, mà trò chơi còn tạo được ấn tượng về yếu tố phát triển của các nhân vật, các công trình, các hoạt động như là công hành chinh chiến tổng tướng quy mô liên server thường thấy ở dòng game RPG nữa. Thì đó là sơ lược một chút về cái tựa game này. Ngoài ra thì tựa game này cũng có vô vàn các hoạt động PvE và hoạt động PvP cho tất cả các bạn tham gia, khiến cho bạn tham gia bận rộn cả ngày mà không hết các hoạt động. Hiện tại thì tựa game đã có mặt trên hệ thống App Store và Play, hoặc là bạn có thể chơi trực tiếp trên web mà không cần tải về. Ok, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các gift code dành cho tân thủ mới nhất và hướng dẫn các bạn nhập code cho nào chưa biết, và nào biết rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ nha. Thì đầu tiên để nhập gift code thì cái tựa game này nó không có yêu cầu hoàn thành cái hướng dẫn tân thủ đâu bạn. Các bạn chỉ cần nhấn vào phần cài đặt là nó sẽ hiện ra chữ gift code. Các bạn nhấn vào dấu mũi tên thì các bạn nó sẽ ra cái phần là setting. Sau đó các bạn nhấn vào. Nó sẽ hiện ra cái mã là mã kích hoạt, các bạn tiến hành nhập code ở đây. Thì có nhất như sau: like bet 88. Như có nhất là Labet 88, code này sẽ hưởng được các quà như sau: SP tướng dùng để tăng cấp tướng số lượng 10 vạn, gương su dùng xong nhận ngẫu nhiên 500.000, 1 triệu, 2 triệu và 5 triệu su. Hộp ngọc level 2 mở ngẫu nhiên nhận 1 ngọc level 2, level 10 mở hệ thống ngọc lượng 4. Cuối cùng là gương may mắn mở ngẫu nhiên nhận vô số kim bảo, tối đa nhận được 8888 kim bảo. Thì đó là tất cả các phần quà cỡ cái gift code thứ nhất Livebet 88. Đây nha các bạn, đây là tất cả các phần quà. Ok, giờ chúng ta cùng đến code thứ hai, code thứ sau Loạn Chiến Ba Quy. Loạn Chiến Ba Quy là code thứ hai nha các bạn, code thứ hai là Loạn Chiến Ba Quy. Cái này sẽ hưởng được các phần quà sau: su số lượng 20 quạng, MP tướng số lượng 20 quạng, su quần anh số lượng 2, gương phù văn 3 sao số lượng 4. Có thứ ba sau: T A I L C 3 Q 2022 T A I
LC3Q2022 là code thứ 3 nha các bạn. Cái này sẽ ảnh hưởng được là 10 quạng su, 50 kim cương bảo, 10 quạng SP tướng dùng để tăng cấp tướng. Lệnh chia 1, cần chia 1 hơn, số lượng là 10. Thì đây là tất cả các phần quà có cái gift code thứ 3. Ok, thì giờ chúng ta cần đến code thứ 4. Code thứ 6, ghi game. Đây nha các bạn, đây là code thứ 4, chứ có là ghi game là code thứ 4. Cái này sẽ hưởng được là 20 vạn xu, 100 kim cương bảo. Lệnh tầm bảo, một lần tầm bảo hơn, số lượng 8. Cuối cùng là xu bảo bình, bảo binh, vật phẩm quý dùng để triệu hồi trang bị, số lượng là 2. Thì đó là tất cả các hòn quà cỡ có thứ 4, ghi game. Ghi game nha, ghi game nha các bạn. Bây giờ chúng ta cùng đến có thứ 5. Có như sau, LC3Q Tân Hữu. LC3Q Tân Hữu là có thứ 5 nha bạn. Đây là có thứ 5, tiếp có là LC3Q Tân Hữu. Cái này sẽ hưởng được các quả sau: 20 quạng xu, 200 kim bảo, 20 cái tăng vật đang dùng để tăng bậc tướng. Quà đại tiểu kiều 1, mở nhận tiểu kiều, quà đại tiểu kiều 2. Thì đây là tất cả các phần quà cỡ có thứ 5 là LC3Q Tân Hữu nha các bạn. Bây giờ chúng ta cùng đến có thứ 6. Có thứ 6, Tam Quốc AFK. Đây là có thứ 6 nha các bạn. Có thứ 6 là Tam Quốc AFK. Có này sẽ nhận thưởng được là 10 vạn xu, 50 kim bảo, 70 cái lệnh tầm bảo, 20 cái tăng bậc đan. Thì đó là tất cả các hòn quà cởi code thứ 6 Tam Quốc AFK. Có thứ 7, Loạn Chiến AFK. Đây là có thứ 7 các bạn, chứ có là Loạn Chiến AFK. Có này bị sai các bạn. Thì sẽ có tổng cộng là 6 gift code thôi nha các bạn. Giờ thì mình sẽ mở code trên màn hình. Thì tổng cộng là có 6 gift code. Khi nào có thêm gift code mới thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn nhận gift code thành công và chơi game vui vẻ. Đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.